Cái điều thứ hai mà tôi rất thích và cảm nhận đó là độ ẩm của làn da. Da của tôi vốn dĩ là giữ ẩm rất là kém. Mỗi khi thời tiết hanh khô, hai bên cánh mũi và lòng bàn tay thường bong chóc thành những cái vẩy nho nhỏ. Nhờ có cái sản phẩm collagen này mà bây giờ da tôi được phục hồi. Những cái hiện tượng như là da khô và bong chóc hoàn toàn biến mất và bây giờ là khuôn mặt của tôi là trông tươi trẻ hơn và có sức sống hơn à, sản phẩm collagen là tôi rất thích và tôi sẽ giới thiệu cho bạn bè và những người thân cùng sử dụng